chào mọi người, mình tên là Lê Thị Linh, sinh viên khóa 3 của trường Đại học EdX. Sau đây thì mình sẽ nêu ra một số những cái khái niệm trong cái bản kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Và ở đây thì nó có 15 ý và mình sẽ nêu định nghĩa cũng như là ý nghĩa của từng cái ý này một đối với doanh nghiệp. Thứ nhất đó chính là doanh thu thuần bán hàng. Thì cái doanh thu thuần bán hàng này tức là cái doanh thu mà cái doanh nghiệp đó thu được. Và cái doanh thu thuần này thì sẽ bằng cái tổng doanh thu hoạt động kinh doanh trừ đi cho các cái khoản mà làm mà giảm lợi ích kinh tế. Thì các khoản làm giảm lợi ích kinh tế này đó chính là ví dụ chúng ta sẽ có những cái mã giảm giá chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ có những cái ưu đãi cho những cái nhà mà lấy nhiều của chúng ta, gọi là xỉ lẻ đó, thì chúng ta sẽ có những cái ưu đãi cho họ. Và cái doanh thu thuần này thì cũng nói lên được cái là cái số tiền mà doanh nghiệp sẽ thu được về cho chính mình. Và cái ý thứ hai đấy chính là giá vốn bán hàng. Thì cái giá vốn bán hàng này, ví dụ đối với một cái công ty mà đi một công ty thương mại chẳng hạn, tức là họ nhập sản phẩm của các công ty khác và họ bán với giá cao hơn để sinh ra lời, thì cái giá mà họ nhập vào là cái giá vốn bán hàng. Còn đối với một số những cái công ty khác như là công ty sản xuất chẳng hạn, thì cái giá vốn bán hàng này nó khá là quan trọng đối với các công ty đó. Họ phải tổng hợp được tất cả những cái nguyên liệu sản xuất, những cái nguyên vật liệu để có thể tổng hợp ra một cái giá cụ thể và chính xác nhất để có thể đưa ra một cái giá vốn bán hàng, một cái giá vốn nó cụ thể và hợp lý để tránh cho là nó bị lỗ. Còn đối với những cái doanh nghiệp mà như mình nói là doanh nghiệp thương mại ấy, thì họ thường không hay quan trọng cái giá vốn bán hàng này, mà họ sẽ lấy luôn cái giá mà họ cái họ nhập vào để làm giá vốn bán hàng. Thì đối với những cái công ty như vậy thì cái giá vốn nó không quá quan trọng như những cái công ty sản xuất, vì họ phải có rất nhiều những cái khâu, những cái công đoạn để có thể làm ra một sản phẩm, vì vậy là nó khá là quan trọng. Cái thứ ba là lợi nhuận gộp bán hàng. Thì cái lợi nhuận gộp bán hàng này sẽ bằng cái doanh thu thuần bán hàng trừ đi cái giá vốn bán hàng. Thì cái lợi nhuận này mình có thể tính được ra phần trăm, và nó là đại diện cho bộ máy quản lý. Và lợi nhuận gộp cũng là rào cản gia nhập ngành. Thì ở đây nó sẽ có một cái công thức để chúng ta tính ra được cái phần trăm sự chênh lệch giữa các ngành lại với nhau. Và từ cái chênh lệch đó thì chúng ta có thể xem là bản thân mình lên theo cái ngành nào để có những cái xu hướng phát triển trong tương lai. Ví dụ khi cái phần trăm nó cao chẳng hạn, thì cái cơ hội gia nhập ngành đấy nó rất chi là dễ, chúng ta có thể đi theo nó chẳng hạn. Và còn nếu mà nó thấp, nó khoảng độ 10%, 20% thì nó khá là thấp và cái độ cạnh tranh của nó khá là cao đấy. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải, nó khá là khó, không nó không cao nhưng nó khá là khó. Vì vậy chúng ta cần phải xem xét làm thế nào để chúng ta có cơ hội để đứng vững trong cái ngành đó. Thứ tư là doanh thu từ các hoạt động tài chính. Thì các doanh thu từ hoạt động tài chính này là như thế nào? Ví dụ như là chúng ta mang đi đầu tư chẳng hạn, hoặc là chúng ta chơi chứng khoán chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thu được những cái lợi nhuận từ đó. Thứ năm đó là chi phí hoạt động tài chính. Thì cái chi phí hoạt động tài chính này là gì? Là cái tiền mà chúng ta cho vay chẳng hạn, gọi là chúng ta những cái trái phiếu ấy, chúng ta cho người ta vay chúng ta thu lại, hoặc là những cái ví dụ như là khi buôn bán bất động sản chẳng hạn, thì nó sẽ có cái sự chênh lệch giữa giá trị tiền tệ. Ví dụ người này thì mua bằng tiền USD chẳng hạn, còn người kia thì mua bằng tiền Việt. Vì vậy nó sẽ tạo ra một cái sự chênh lệch giữa các dòng tiền tệ như vậy. Và cái chi phí lãi vay là cái chi phí quan trọng nhất. Đó là cái chi phí mà cái công ty đấy, cái doanh nghiệp đấy phải trả cho cái ngân hàng, trả cho cái người mà họ đã vay. Và cái chi phí này thì nó sẽ tùy theo từng công ty, nó có thể trả theo kỳ hoặc là theo tháng hay theo năm gì đấy. Thứ 7 đó chính là chi phí bán hàng. Thì chi phí bán hàng này là hoàn toàn thuộc về cái bộ phận bán hàng. Bộ phận bán hàng thì gồm những cái thứ như thế nào? Ví dụ như là tiền chúng ta thuê mặt bằng chẳng hạn này, tiền chúng ta thuê nhân sự trong cái khuôn viên để chúng ta bán hàng chẳng hạn này. Thì tất cả những cái gì trong cái phòng bán hàng đấy thì được gọi là chi phí bán hàng. Điện nước hay là tiền thuê nhân công dọn dẹp hay là đồ đạc trong đấy đều là cái chi phí bán hàng hết. 8 là chi phí quản lý doanh nghiệp. Thì cái chi phí quản lý doanh nghiệp này sẽ ngoại trừ cái chi phí bán hàng. Và cái chi phí quản lý doanh nghiệp này nó được chia cho tất cả các phòng ban, ngoại trừ cái chi phí bán hàng ra.
ví dụ như là tiền của giám đốc chẳng hạn này, tiền cho tiền lương cho các phòng ban khác này, hoặc là tiền để thuê vận chuyển hay là gì gì đấy, thì nó là các cái chi phí quản lý doanh nghiệp. Thứ 9 là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Thì cái lợi nhuận thuần này đó chính là cái lợi nhuận mà cái doanh nghiệp đó sẽ thu được thông qua khi mà chúng ta đã cộng được tất cả các lợi nhuận này, trừ đi các chi phí này, thì chúng ta sẽ ra cái lợi nhuận. Thứ 10 là cái thu nhập, các thu nhập khác. Thì các thu nhập khác ở đây là thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp thôi. Và mỗi một doanh nghiệp thì nó sẽ có những cái hoạt động kinh doanh khác nhau, và chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này vì chúng ta không thể khám xem là từng cái công ty đấy nó thu nhập, những cái nguồn thu nhập khác của nó là đến từ đâu. Ví dụ một công ty chính của nó là làm về bất động sản chẳng hạn, nhưng mà nó có thể vươn ra những ví dụ như là thương mại này, hoặc là dịch vụ này, hoặc là giải trí chẳng hạn này, thì đó là những cái các nguồn thu nhập khác của họ. Với một là các chi phí khác, thì các chi phí khác này có thể làm chi phí mở rộng hay là chi phí gì đấy. Mỗi một cái doanh nghiệp thì nó cũng sẽ có những cái chi phí khác, nó khác nhau và nó không thể giống nhau được. Và cái chi phí khác này nó có thể là nhiều, có thể là ít này, tùy thuộc vào cái nhu cầu của doanh nghiệp. 12 là các lợi nhuận khác. Thì các lợi nhuận này thì sẽ bằng các cái thu nhập trừ đi chi phí, thì sẽ ra các cái khoản lợi nhuận chênh lệch. 13 là tổng lợi nhuận trước thuế. Thì cái tổng lợi nhuận trước thuế này thì nó sẽ bằng cái lợi nhuận thu được từ các lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh và cộng với các lợi nhuận khác. Thì cái sau khi mà chúng ta đã có cái lợi nhuận trước thuế này rồi, thì chúng ta sẽ biết được cái thuế thu nhập, đó chính là thứ 14, thuế thu nhập của doanh nghiệp. Và cái thuế thu nhập của doanh nghiệp này nó sẽ phụ thuộc vào cái doanh thu của công ty, mà người ta sẽ đánh thuế một năm là sẽ khoảng từ khoảng 25 hay là 30% gì đấy mình không nhớ rõ, thì người ta sẽ trừ đi nộp cho nhà nước. Và còn cái cuối cùng là lợi nhuận sau thuế, là cái mà doanh nghiệp sẽ được thu về, đó chính là nó sẽ bằng cái lợi nhuận trước thuế trừ đi cái lợi nhuận thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp, để ra được cái lợi nhuận sau thuế. Và đó là tất cả những cái khái niệm trong cái bảng kết quả hoạt động kinh doanh mà mình vừa mới nêu ở trên. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.